Xin chào các anh chị. Trong bài học này, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm việc với giao diện Visual Basic. Chúng ta mở Visual Basic lên. Phía trên cùng chúng ta có thanh menu của chương trình soạn thảo này. Các anh chị sẽ có các chức năng chính là lưu file. À, chúng ta nhập và xuất file. Cụ thể là các anh chị có thể nhập và xuất cái module ở đây. À, ví dụ tôi muốn xuất cái module chứa macro này ra ngoài thì các anh chị click chuột phải vào module này và chọn export file hoặc các anh chị có thể chọn module này và menu file chọn export file sau đó tôi sẽ lưu lại ví dụ tôi lưu ngoài màn hình có tên là quản lý dữ liệu chấm như vậy cái phần mở rộng chấm này chính là định dạng của file module chúng ta save lại lúc này ngoài màn hình chúng ta sẽ có file quản lý dữ liệu chấm sau đó tôi sẽ tắt file này đi và tôi mở một file macro khác lên trong file này thì chúng ta chưa có một module nào cả sau đó tôi sẽ thêm vào bằng cách vào menu file chọn import file và chúng ta mở file chúng ta đã xuất ra khi nãy chính là quản lý dữ liệu bát open sẽ có một thư mục chứa module mà chúng ta đã xuất ra trong file trước các anh chị có thể nhấp đúp vào và chúng ta có hai đoạn macro ở trên ví dụ tôi sẽ chạy lại đoạn macro xin chào này các anh chị đặt con trỏ và chuột vào trong phạm vi của macro xin chào và bấm Run. và đây kết quả tương tự cho macro thứ hai như vậy các chị có thể dễ dàng viết mã nguồn và chúng ta sẽ chuyển cho các file khác bằng cách export ra sau đó nhập vào bằng import tiếp theo là menu edit chúng ta sẽ có các chức năng quen thuộc như là cắt dán copy chọn tất cả tìm kiếm thay thế vân vân đặc biệt là chức năng indent và outdent indent tức là các anh chị sẽ lùi đầu dòng vào ví dụ để chúng ta giải đọc mã nguồn hơn thì các anh chị chọn phần này và chúng ta sẽ vào edit chọn indent lập tức nó sẽ lùi vào trong một tab các anh chị có thể bấm nhanh bằng phím tab tương tự để đưa dữ liệu ra xét ngoài lời hơn các anh chị sẽ chọn là đen hoặc phím tắt là Shift và Tab Shift Tab Tiếp theo trong menu View Chúng ta sẽ có phần Code ở đây Để chúng ta mở nhanh cửa sổ module ra à, Ví dụ tôi tắt hết cái phần này ở đây Và thêm một module mới vào Lúc này tôi sẽ có hai module Tôi sửa tên này lại là Module Giao diện VBA Tôi thêm một sub vào thì các anh chị có thể chuyển nhanh qua lại các module bằng cách là chúng ta sẽ thu nhỏ cửa sổ lại và chọn các module ra hoặc nếu chúng ta đã tắt hết các cửa sổ module thì các anh chị có thể vào menu view và chọn code để chúng ta mở lại module tiếp theo trong menu format đây là menu sẽ sử dụng cho user form và khi nào đến bài user form, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách dùng các chức năng ở đây. Menu debug và menu run thì chúng ta đã tìm hiểu trong bài học trước rồi. Trong menu tool, các anh chị chú ý phần VBA project properties, chúng ta có thể vào tab protection và chọn lock project for viewing để chúng ta đặt mật khẩu không cho người khác xem mã nguồn của mình. Bây giờ tôi lưu lại và tắt file đi. Thì khi người khác họ mở file của mình lên và chuyển vào phần mã nguồn view thì họ muốn xem được mã nguồn họ phải có mật khẩu họ mới xem được và đây chính là cách để chúng ta bảo mật file VBA của mình và tiếp theo là cửa sổ property property là thuộc tính của các đối tượng ví dụ tôi sẽ có các đối tượng là các trang bản tính ở đây tôi có từ trang 1 đến trang 3 tương sheet 1 đến sheet 3 ví dụ tôi chọn sheet 1 thì sẽ có các thông tin thuộc tính của sheet 1 như đây. Phần name tôi sửa tên lại là xin chào. Thì chúng ta thấy rằng là tên của sheet 1 được đổi thành là xin chào. Hoặc tôi đổi thuộc tính visible sang hidden. hay lúc này sheet 1 được ẩn đi. Chúng ta mở lại bằng cách lít chuột phải, chọn ảnh 2, chọn sheet 1. Tuy nhiên, khi tôi chọn vào sheet very hidden thì chúng ta sẽ không thể nào mở được bằng cách ảnh hai được cả. Và đây cũng là một cách để chúng ta ẩn sheet hiệu quả trên Excel và người khác sẽ muốn mở thì buộc họ phải vào trong VBA họ mới mở được bằng cách vào visible và chọn lại sheet xin chào chọn vào sheet visible thì mới mở được sheet xin chào ra. Và như vậy, tôi đã hướng dẫn các anh chị giao diện các thành phần cũng như là menu trên cửa sổ lập trình Visual Basic for Application. Xin chào các anh chị.